Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục podcast Khoảnh khắc vàng bên con của UNICEF, nơi cung cấp những thông tin và ý tưởng hữu ích được thiết kế riêng cho các bậc cha mẹ và các gia đình trong tình hình mới dưới tác động của đại dịch COVID-19. Cùng UNICEF biến mỗi phút giây bên con trở thành khoảnh khắc vàng, quý vị phụ huynh nhé! Và đừng quên chia sẻ bản tin hàng tuần này tới người thân và bạn bè của quý vị. Chuyên mục tuần này, chúng ta sẽ đến với nội dung bảo đảm an toàn cho trẻ em và người chưa thành niên trên môi trường mạng. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng Internet cũng như thiết bị thông minh cao nhất thế giới. Có đến 3/4 dân số tiếp cận Internet và Facebook, trong đó trẻ em là người dùng tích cực nhất. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, trẻ em tại một số địa phương dành thời gian trên không gian mạng nhiều hơn khi các em học online tại nhà. Ngoài những giá trị vô cùng to lớn và tích cực trong việc học tập, giải trí, những tiện ích và kết nối với người thân và bạn bè không có biên giới mà môi trường mạng mang lại, trẻ em cũng phải đối mặt với những rủi ro và nguy hiểm nhất định. Có thể kể đến như việc là trên môi trường mạng có rất nhiều nội dung độc hại, không phù hợp với lứa tuổi như là khiêu dâm, bạo lực, kích động hay là các cái thông tin sai lệch mà trẻ em có thể tiếp cận một cách vô ý. Bản thân trẻ em, nhất là lứa tuổi teen, có thể chia sẻ các thông tin cá nhân và các hình ảnh hoặc video mang tính nhạy cảm của bản thân và người khác trên môi trường mạng. Nghiêm trọng hơn nữa, có nhiều kẻ xấu rình rập làm quen mồi chài, gạ gẫm và thậm chí là tống tiền để cuối cùng nhằm đến mục đích xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em thông qua các kênh truyền thông xã hội, chơi game hay là nhắn tin. Trên thế giới, theo ước tính, vào mỗi thời điểm có thể có tới 750.000 kẻ rình rập trẻ em trên không gian mạng, và cũng vào khoảng số lượng đó những hình ảnh tài liệu xâm hại tình dục trẻ em được đăng tải trên không gian mạng. Ở Việt Nam thì mặc dù chưa có con số cụ thể như thế, nhưng chúng ta đã có báo cáo về các vụ việc mà trẻ em chia sẻ hình ảnh clip nhạy cảm hay là chat sex phô diễn cơ thể, rồi sau đó bị kẻ xấu lợi dụng dùng chính những tài liệu này để khống chế, đe dọa, hay còn được biết đến là tống tình để trẻ em tiếp tục gửi thêm những hình ảnh này, sau đó lại được chia sẻ với nhiều người khác nữa. Có nhiều trường hợp trẻ em làm quen trên mạng, sau đó bị xâm hại và buôn bán ngoài đời thực. Ngoài ra, một mối quan ngại lớn nữa là trẻ em có thể bị bắt nạt trên mạng bởi cả bạn bè quen và người lạ dưới các hình thức như là đe dọa, dựng chuyện, nói xấu, bêu diếu, công kích. Và đáng lo ngại hơn là trẻ em còn là thủ phạm và Azure kéo bè tham gia bắt nạt trên mạng. U-Report, báo cáo do UNICEF khảo sát và công bố năm 2019 cho thấy có đến 21% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam tham gia khảo sát nói rằng là họ là nạn nhân của bắt nạt trên mạng, và phải đến 75% những trẻ tham gia khảo sát thì không hề biết về đường dây nóng hoặc các dịch vụ có thể giúp các em khi bị bắt nạt trên mạng. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng? Cha mẹ, không ai khác, cần là người lắng nghe, đồng hành cùng với con và hướng dẫn để bảo vệ các con bằng tình yêu thương và sự hiểu biết nhất định về an toàn thông tin trên môi trường mạng. Trước hết, cha mẹ hãy giao tiếp cởi mở với con để giúp trẻ cảm thấy an toàn. Cha mẹ hãy nói với con rằng nếu trẻ có trải nghiệm trên mạng như là khó chịu hay là không thoải mái hoặc sợ hãi, trẻ có thể nói chuyện với cha mẹ mà không sợ cha mẹ nổi giận hay là phạt trẻ. Hãy chú ý đến các dấu hiệu phiền muộn ở con như là thu mình, buồn bã, giữ bí mật hoặc là bị ám ảnh với các hoạt động trực tuyến. Tạo mối quan hệ tin cậy và giao tiếp cởi mở với trẻ thông qua hỗ trợ và động viên tích cực. Lưu ý rằng là mỗi đứa trẻ là duy nhất và giao tiếp theo những cách khác nhau. Cha mẹ thì cần điều chỉnh thông điệp phù hợp với nhu cầu và đặc điểm riêng của con mình. Ví dụ, đối với trẻ khuyết tật về khả năng học tập thì các cái thông tin mà nói với con thì phải sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhất để con có thể hiểu được. Thứ hai, cha mẹ hãy dành thời gian với trẻ trên mạng. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian hơn cho con cái, hãy trở thành những người bạn của con để làm sao mà mình có thể chia sẻ với con những vấn đề khó khăn mà sẽ gặp phải trong môi trường mạng. Ngay cả khi cha mẹ gặp khó khăn nhất định khi không dành công nghệ bằng con em mình chẳng hạn, thì những kinh nghiệm sống và sự chia sẻ lắng nghe của cha mẹ chính là những cái sẽ giúp con tâm sự và giải quyết những vấn đề trẻ gặp trên môi trường mạng. Cha mẹ hãy cùng trẻ khám phá các trang web, trang mạng xã hội, trò chơi và ứng dụng, nói chuyện với trẻ, đặc biệt là trẻ lứa tuổi teen, về cách báo cáo những nội dung không phù hợp.
Ngoài ra, cha mẹ có thể tham khảo trang Common Sense Media với nhiều lời khuyên hữu ích về các ứng dụng, trò chơi và giải trí phù hợp cho trẻ ở nhiều độ tuổi nhé. Thứ ba, cha mẹ hãy cùng con tạo lập thói quen ứng xử trực tuyến lành mạnh và an toàn như một phần của kỹ năng sống. Bản thân trẻ em cũng cần được trang bị những kỹ năng, kiến thức để trở thành công dân của thế giới số, không gian mạng. Cha mẹ hãy khuyến khích trẻ nhỏ hoặc trẻ lứa tuổi teen tham gia vào việc xây dựng các quy định trong gia đình về việc sử dụng thiết bị lành mạnh. Hướng dẫn trẻ những quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, tôn trọng sự khác biệt về quan điểm lối sống. Hãy trân trọng, thận trọng và tránh công kích nhau ở môi trường thực cũng như trên mạng. Chúng ta cần thể hiện được sự văn minh, bằng chấp ẩn và thái độ tôn trọng người khác. Và hãy dạy con nhớ rằng là chúng ta mong muốn được người khác đối xử như cái cách mà chúng ta đối xử với người khác vậy. Hướng dẫn trẻ cách dự kiến thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, trường lớp hay là số điện thoại. Không làm quen và kết bạn với người lạ. Một số họ có thể mạo danh, dùng tên và hình ảnh của người khác để nhằm mục đích xấu. Như thế thì khi sử dụng mạng xã hội, trẻ chỉ nên kết bạn với những người mà trẻ thực sự biết và tin tưởng ngoài đời thôi. Nếu đã cho kết bạn, cần hủy kết bạn ngay hoặc là chia sẻ với cha mẹ để được giúp đỡ. Khi mà đặt mật khẩu thì lưu ý là phải đặt mật khẩu có tính bảo mật cao, hạn chế sử dụng các thông tin cá nhân trong mật khẩu như là tên hay là ngày sinh bởi vì sẽ dễ bị tìm ra. Không tải các tập tin phần mềm lạ mà người lạ gửi qua email hoặc các trang mạng xã hội khi không có sự hướng dẫn từ thầy cô hay là cha mẹ. Nhắc nhở trẻ rằng những gì đăng tải trên môi trường mạng sẽ không thể thu hồi, tin nhắn, hình ảnh và video có thể được chia sẻ một cách nhanh chóng đến nhiều người khác nhau và có thể tiếp tục được chia sẻ lại nữa. Do vậy, không đăng tải video và bài viết có nội dung phản cảm, nhạy cảm hoặc không phù hợp với lứa tuổi vì điều này có thể làm tổn hại đến danh dự và hình ảnh của bản thân trẻ. Cài đặt chế độ kiểm soát của cha mẹ. Bật tính năng tìm kiếm an toàn đối với công cụ tìm kiếm nhằm loại bỏ những kết quả không phù hợp với trẻ em. Hãy cài đặt bảo mật riêng tư nghiêm ngặt trên các ứng dụng và trò chơi trực tuyến. Nhớ là che hoặc là tắt webcam khi không sử dụng nữa. Và cha mẹ cũng hãy hướng dẫn cho trẻ khi mà tìm kiếm các tài liệu phục vụ học tập hoặc là thông tin theo nhu cầu trên mạng thì hãy truy cập vào các web có đuôi edu hoặc là gov. Các trang thông tin chính thống sẽ bắt đầu bằng https://// và có biểu tượng ổ khóa ở phía trước. Các trang mạng xã hội của các tổ chức chính thống như là UNICEF thì sẽ có dấu tích xanh. Bảo vệ trẻ em khỏi những rủi ro tiềm ẩn trên môi trường mạng là bảo vệ quyền của trẻ em khi các em tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Chúng ta hãy hỗ trợ trẻ tương tác lành mạnh, bổ ích. Đồng thời có thể báo cáo tới cơ quan chức năng những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hoặc là nội dung không lành mạnh. Nếu chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ cảm thấy bối rối hay chưa tìm được giải pháp tháo gỡ, hãy gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 hoạt động liên tục 24/7. Các con cũng có thể báo cáo tới tổng đài này khi chứng kiến hoặc là nạn nhân của bắt nạt trên mạng nhé. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp quý vị phụ huynh bảo vệ và mang lại cho con em chúng ta những giờ học tập và giải trí an toàn, hiệu quả. Chương mục tuần này xin phép được khép lại. Nếu thấy thông tin của chúng tôi hữu ích, các cha mẹ hãy lan tỏa bằng cách chia sẻ với đồng nghiệp, người thân và bạn bè nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương mục tuần sau.